Đạo tràng mới lập. Vạn Phật thành ngày 15 tháng 4 năm 1983. Vạn Phật thành mới được thành lập, mọi sự đều chưa ổn định, nên có những chuyện tạp loạn không trật tự. Người ngoài tới đây trú ngụ thì hoàn toàn không hiểu rõ quy củ, nên nhiều chuyện làm chưa được viên mãn. Trong giai đoạn này, kẻ tới Vạn Phật thành thì có tốt, có xấu, rắn rồng lẫn lộn. Kỳ thật, kẻ xấu là cái gương cho người tốt, người tốt cũng là cái gương cho kẻ xấu. Cho nên hai bên làm gương cho nhau, hỗ tương thuyết pháp, hỗ tương soi chiếu nhau. Con người như vậy, Phật, Bồ Tát, hộ pháp cũng thế, và thiên ma ngoại đạo cũng vậy. Ở đây, đạo tràng mới thành lập, có rất nhiều hộ pháp. Vì có lẽ từ xưa chưa hề làm qua công chuyện hộ pháp, hoặc vì làm biếng, muốn nghỉ xả hơi, cho nên gặp chuyện rắc rối xảy ra thì họ không biết làm sao giải quyết cho êm đẹp. Cũng giống như người mới tới Vạn Phật thành, gặp chuyện gì cũng không biết làm sao xử lý, do đó có rất nhiều thiên ma, yêu quái, muốn nhân cơ hội tới đây thừa dịp nước đục thả câu để trục lợi. Tuy nhiên, không viên mãn là sự bắt đầu của viên mãn. Những người sống ở Vạn Phật thành tuyệt đối cần phải có đức hạnh, không có đức hạnh thì không thể nào ở đây được, vì họ sẽ cảm thấy không tự do, tự tại. Kẻ có đức hạnh thì thấy thân tâm rất an lạc, rất sung sướng, tự tại. Do nơi cảm giác đó mà có thể biết được Vạn Phật thành là đạo tràng như thế nào. Người có đức hạnh thì Phật, Bồ Tát, hộ pháp hết sức hoan hỷ, song bọn ma quỷ lại không ưa. Chúng muốn làm cho những người đức hạnh này phải bỏ đi, do đó cũng dùng mọi thứ ma thông, yêu thuật, huyễn hoặc để làm cho họ phải loạn tâm. Thậm chí có những thứ súc sanh ngu dốt, những thứ côn trùng cũng tới Vạn Phật thành để thi triển bản lĩnh tác yêu tác quái. Trên đời có tốt thì có xấu, cho nên chúng ta phải biết trạch thiện nhi tùng, bất thiện nhi cải, thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối. Nghĩa là lựa tốt thì theo, không tốt thì sửa, là đạo thì tiến tới, không phải là đạo thì thối lui. Cần có chánh tri, chánh kiến, nghĩa là cần có sự hiểu biết đúng đắn, có quan niệm đúng đắn. Thế nào là hiểu biết và quan niệm đúng đắn? Tức là không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không làm điều tư lợi mà cũng chẳng dối trá. Tới Vạn Phật thành mà còn có cái ngã to tướng, cho rằng mình hay mình giỏi, thì các vị đã lầm lẫn rồi. Ở Vạn Phật thành nếu là rồng thì phải cuốn mình lại, nếu là cọp thì phải nằm phục xuống. Tất cả đều phải nghiêm thủ quy luật, không có ngoại lệ. Nếu các vị nhận thức được đức hạnh và thiện căn của mình, thì đừng lãng phí, đừng vào núi vàng mà chẳng biết rồi tay không rời núi. Vạn Phật thành và những đạo tràng khác chẳng có gì khác nhau, chỉ có một điểm không giống nhau là Vạn Phật thành không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Ha ha ha, 闻声摩地娑哈。